Ôi, gió mát quá, gió chim chớ mưa hù hù. Hôm nay nhà mình có cải bày xanh này các bạn đó, mình sẽ làm món bò áp chảo để mình cuốn với cải bày xanh mình ăn. Có sâu rồi nha. Có sâu hả? Sao giờ thấy lá bự mà vô tới đám cái không thấy con cái nào lá bự chứ. Này mình ăn tới từ từ được rồi. Mà cải này công nhận nồng ghê. Mà người ta bán ngoài chợ không nồng ha. Có loại cải cây xanh hay gì á. Cái cây bẻ nó trắng. À đúng rồi, chỗ này đúng bẻ xanh, đúng luôn. Đúng là bẻ xanh nè, nó cái bẻ này. Nằm cái này dòm cái bù tạc, cái hương bù tạc giống cải xanh này quá ta. Mà không bẻ nó có lấy từ cải này không ta, hương cải này không ta? Hạt cải, cái hương á. Dịch nằm mổ à. Chứ bị đẻ vậy. Mấy cái bắp cải mình nó bị sâu, nó ăn cục đọt này. Ăn cho gà ăn luôn. Nãy mình lọc hai nằm mổ á. Bị gà này đè đạp dứt đi hết nổi luôn. Đâu có. Nó làm gì nó mập hay sao đó. À vô. Là bình thường. Không điểm nổi luôn á. Nó mập á, bụng. Bị gà trống nè. Ủa gà trống nó đạp vịt chai vịt trống luôn. Vô đi vô. Gỡ lại. Nãy mình thay nóc cái chuồng gà. Có một con gà nhỏ nó ra nhảy ra nó lũ lóc tiêu luôn rồi. Nãy giờ mình kiếm chưa gặp. Thì còn 4 con. À, hôm nay video của mình làm một món bò ốc chảo à. Ốc chảo. Áp chảo. Áp chảo với gói với gì? Cải bè xanh của mình trồng á. Xong rồi mời cả nhà cùng xem với gia đình mình làm nha. Rồi làm tư. Ờ làm tư đi. Làm tư. Vậy là mình chia đôi rồi. Con luôn nó cặp con heo kìa. Quần giết nhỏ đen thui vậy mà. Lông trắng thành lông đen luôn. Ra ngoài chùi ngoài nữa kìa. Họ được tập xử lý con heo bằng cách quấn gọn. Ê lộn. Giấu lại. Ủa đi đâu quấn gọn vậy với con giỡn với con nào vậy này kìa. Gấu tới bả này kìa. Quá trời tối thui rồi. Mưa quá trời. Ủa bà Tư ơi, tương vừa nhỏ nhỏ. Dâu hào. Rồi em ngủ dâu hào. Dâu hào sao quên rồi ta? Mùi dâu hào là mùi của con hào. Thơm thơm. Này mình ướp dầu hào, nước tương, bột ngọt. Con nào có xài hạt nêm thì mình để hạt nêm. Nhà mình không ăn hạt nêm. Muỗng dầu hào. 2 muỗng nước tương. Cái thịt bò đỏ đỏ. Bò này bò lớn nè mẹ. Ừ, bò bự à. Bò bự. Trời mưa. À, mưa. Gấu. Gấu. Thấy trắng quá rồi. Thấy trắng quá kinh tị à. Thấy trắng quá trời luôn rồi. Không phức luôn. Rồi để thấm chút rồi bắt chảo lên. Khoảng 15 20 phút gì đó. Thấm. Giờ mình bổ sung thêm tới dầu ăn nữa các bạn.
Nãy ốp trời mưa cái mẹ mình quên. Mưa tập mình tả. Tại nói cho nó vậy cho nó thừa chứ ra quên là quên trời mưa gì. Quên đó thừa đó. Không chạy không la tao có làm tội tỏ tình gì đâu á. Trời ơi, quên bỏ dầu ăn. Dầu ăn vô. Nhắm đó thừa tôi đó. Trời mưa thu quên. Trời ơi, tôi nói đánh bài gì mà nó hồi chưa nấu cơm. Giết ổng rồi. Cái gì cũng chạy thôi, thôi tao giờ lên cao luôn mẹ cho tôi hỏi kia. Rồi. Hồi đó ông nó gần lắm á. Chạy hả? Ừ. Kêu ghét kìa, ông chạy qua sợ quá. Không biết đường xử rồi thôi. Xong trời rồi. Ơi, cắt con bậy luôn. Trời ơi, cắt banh hết chú luôn. Thiệt luôn á. À, không, không có. À, ớt 15 phút rồi, dầm ớt nào. Trong khi đó thì chú Út với dì Chú Út đang trang trí hôm rau à. Đầy đủ màu sắc không? Nè, trăng miếng nè, dưa leo. Đó. Rồi mình mẩy mẹ kìa, như con tròn luôn. Nó muốn lại ngoài kìa đi. Ra chạy cục lum lại vợ ngoài. Chạy mà nó lỡ mình nó không thắng vô ngay đám rau là bỏ luôn à. Có không có vô chạy luôn không? Nè, miếng khóm luôn. Đó. Nè miếng chuối luôn. Mẹ của con cũ rồi. Dưa leo kìa. Dưa leo ăn rồi. Cà gót luôn. Cà gót mẹ của con cũ rồi. Khế làm được luôn mà. Nè. Cà gót. Đâu rồi cho con cộng cộng cải ba xanh vô. Nè. Bước đây. Đây nè. Biết ăn được không? Làm đúng quý. Rồi, nồng rồi, nồng không ăn. Anh vứt lại cà gót. Ăn ớt không? Lấy dần dây ớt. Nè, miếng nữa. Trời ơi. Hết rồi, nhìn cái gì? Mặt của nó kìa. Đó, ơn cải bài xanh đi. Nồng nó không ăn, nè. Rồi. Cái gì? Quất luôn hả? Ở đâu vậy? Ở đâu là nó ngồi ăn vậy? Còn đút cho nó. Nồng ăn à. Quất luôn kìa. Quất luôn. Giờ lấy trái ớt cho nó ăn nó mới nhả thôi, quất trái ớt luôn nữa. Ăn đi, đút trái ớt ăn nha. Nè, còn miếng nè. Kiếm gì. Trời ơi, tao ăn còn không được, mày ăn được luôn. Chữ thiệt. Hết luôn rồi chú ơi. Rồi cho con gốc nữa coi. Ừ. Gốc nào có nồng nữa. Trời ơi, nè. Có lá luôn. Có lá luôn. Clip người ta có 15 20 phút rồi mà dành cho mày hết 2 phút rồi đó. Giờ có rượu đưa nó vứt luôn á. Đó, đây còn như chưa để thịt á, để bún với dừa. Lấy ăn cái đọt luôn, trời nó ghê chứ. Mưa quá sai. Miếng thịt bò nó nóng hổi lên khói nghi ngút nè. Thơm nữa. Còn vị chốc thì đang sắc ra. À. Rau gió bay phấp phới luôn. Ở ngoài trời thì đang mưa tầm tã.
đầy đủ màu sắc. Đây còn hồng hồng nữa thấy không nữa. Đi vừa thôi bà Tư ơi. Làm quá chín à. Rồi mình sẽ dùng lấy cái nước của thịt nó ra các bạn. Mình sẽ làm cái nước sốt mình chấm luôn. Làm nước sốt. Nãy vì chút có chừa miếng khóm à. Chừa miếng khóm giờ mình cháy củ hành với tỏi á. Cái nước ướp hồi nãy nước ướp nãy nó ra, mình sẽ để vô mình làm nước sốt cho mình nêm nếm lại rồi mình chấm luôn. Mình khỏi làm nước mắm. Mình thêm miếng dầu hào vô nữa. Nếu mà nước các bạn ướp nó ra hết á, mình có thể thêm dầu hào nước tương vô. Mình cháy cái tỏi nè cho nó thơm nè, còn để hành để củ. Này mình có cho thêm ớt nè các bạn. Ớt cho nó cay cay á. Xong cái mình nặn miếng chanh cho chua chua. Tắt lửa rồi mình nặn chanh luôn. Cái mùi. Ủa sao chanh gọi chanh không có nước mà. Chanh này sao không có nước. Vậy thêm miếng nào. Thôi ăn nhiêu nữa được rồi mày. Hả? Chua không? Chua. Thêm miếng ở đây. Tại vì có khóm. Có khóm nữa. Ừ. Như đây đủ cháo không mẹ? Đủ rồi. Dư xăng. Giờ gót ra. Rồi xong. Bây giờ là chén nước chấm. Còn bên đây là một cái này kêu là một cái nia. Nó hấp dẫn không các bạn? Ăn trong mưa luôn nè. Dạ ăn trong mưa luôn. Mưa lớn chứ không phải là mưa tức mặt nữa. Mưa ồn không biết nói các bạn nghe không? Kè ăn gấu nó ra, nó chạy bằng cái tông rồi. Hôm nay mình làm món thịt ấp chảo. Xong rồi mời cả nhà dùng cho lần mình nha. Thịt bò ấp chảo ăn với bún. Đủ quả luôn. Rồi thịt bò cấp ấp chảo cuốn cải bẹt xanh. Rồi. Đây. Nè, lá cải này nó hơi nhỏ. Nhỏ cũng nhỏ. Cứ nhỏ làm việc nhỏ đi. À. Mẹ quên cái gì kìa. À bút. ăn đạm ăn rau xanh là phải có thêm tinh bột nữa. Sao được ngon vậy? Sao được không cả nhà? Ngon á. Thấy không? Ngon. Mà tới mẹ bà cuốn mấy miếng thịt bò mặn nha, một hai miếng là mặn. Ai. mặn được. Chuối. Cải đồng nồng nha. Cải đồng nồng cái này mình khỏi cần thêm bồ tạc. Trời mưa gấu nó sợ sao vậy mà chạy ra đường. Lá nào nhỏ gặp đâu lại hai lá không. Ừ. Cà gót ăn ngọt thịt da phải không. Ừ. Tôi gói đủ thứ cho ngủ tung luôn nè ha. Cái miếng vậy. Đó. Rồi đấy đó là cái thằng. Ba mọi người. Ta càng tấn công ba nữa. Ba chứ không phải nhà nha. Tốt. Tốt.
chung mấy người là 34 năm thứ là nhập lại cho mấy con nhập lại nó cũng ngán. Cái bộ cải nằm nằm mình đỡ có làm chắc bộ cải cái này con còn biết thứ gì không? Không còn biết thứ gì không? Chút đi đâu? Còn cải nó nồng vậy mà ăn gấu nó ăn được hay không? Múc hai ba đoạn cũng dính luôn á. Nồng chút nó nồng không ngon ha. Nồng cái nó nồng nếu quá nhiều quá thì nồng cải nó thắng rồi nó đỡ. Cái nước chấm á là nước chấm mặn á. Ít chấm đậu còn nước chấm này. Cái này nó hay thấp. Vậy vậy nước chấm này là phải quết nhiều. Quết. Để tới chơi luôn hoài vậy. Ta chảo cái miếng thịt bò ở trong nó còn đỏ cho nè các bạn. Thịt bò vừa chín tới á nó mềm. Mềm mà nó ngọt. Nó không mất đi cái gì ngọt của thịt bò. Dạng bánh đàn vậy nha. Bánh nữa à. Ăn nha, ngày mưa vậy ngon. Không có bị nóng. Rồi, bữa cơm mình xong rồi, mình gì? Kết thúc video. Cảm ơn cả nhà cùng xem video của mình nha, hẹn video tiếp theo. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Đó, cứ quên cái chữ đó, hẹn gặp lại là vào video tiếp theo. Rồi, chào. Ăn hết trơn rồi các bạn, còn lại miếng à. Miếng dằn dĩa, nó gọi là người Việt Nam. Rồi, xin chào các bạn nha.